ngày đầu tiên làm cái cầu thang để đưa lên trồng ở trên nóc này là bắt đầu từ tháng 1 năm 2017. Nhà tôi thì có diện tích khoảng tổng diện tích là khoảng 50 mét, thì cứ mùa nào thứ đấy thôi. Mùa đông thì mình trồng rau cải, mùa hè ví dụ như cái mùa hè trời nóng này thì mình trồng bầu, bí, mướp. Rau thì có các loại là rau đay, rau mùng tơi. Có được cái diện tích mặt bằng để trồng thì đầu tiên là mình phải làm một cái cầu thang đi lên. Thế sau đấy là ông xã nhà mình là làm hết cái khung lưới B40 rào xung quanh để cái cảm giác khi mình lên vườn nó an toàn, để giữ để cho cái mặt bê tông này nó không bị thấm nước. Ông xã nhà mình là tính làm cái khung này. Có mấy cái loại dưa thì là năm nay là cái năm đầu tiên mình trồng thử, tức là cái giống dưa Lê Hàn Quốc với lại cái dưa lưới. Thì cái giống dưa lưới là mình trồng là cái giống dưa của Nhật Bản. Thì cái đợt trước mình trồng cái dưa vàng ấy là mình trồng rất là thành công. Trồng dưới đất hoặc trồng dưới vườn nó rất là dễ, tại vì cái rễ nó ăn xuống nó có cái giữ cái độ ẩm rất là nhiều. Nhưng mà khi mình trồng ở trên sân thượng cái diện tích nó rất là hẹp, khi mà cái nếu đất mà quá xốp thì khi mình tưới nó sẽ trôi đi hết nước đi ngay. Thế mà nếu mà đất mà chặt thì là cái rễ nó ăn ra thì khi mình tưới nó lại không đủ nước xuống, thì nó vất vả hơn rất là nhiều so với lại trồng rau ở dưới đất. Cái công việc mà mình làm ở trường thì nó cũng rất là bận. Sáng là phải 8 giờ có mặt ở trường, cho nên là buổi sáng mình chỉ tranh thủ đầu giờ thôi. Thì buổi sáng đầu giờ lên tưới và buổi chiều tối thì làm về, thì khi lên thu hoạch còn lên hái rau thì mình lại tranh thủ tưới. Với cái khu vườn này là đến bây giờ là thời điểm này là 4 năm trồng, thì mình thấy là để đáp ứng được cái lượng rau củ quả mà mình không phải mua đến ở chợ cũng đã là gọi là cảm thấy rất hài lòng rồi. Tại vì đúng là từ khi mà lên trồng lên vườn là mình không ăn một tí rau chợ là luôn. Mỗi khi mình lên vườn này thì mình thấy nó thoải mái, nó cảm giác như là kiểu như là mình hòa mình với thiên nhiên, thì thấy nó đúng là nếu mà nói là gọi là mỹ miều văn hoa, nhưng thực ra là nó thấy mình yêu đời hơn rất nhiều.